Xây là năm 1998 á, cuối năm 98 á, là chị có giấy phép xây dựng đàng hoàng hết. Mà trong giấy phép xây dựng vẫn để là chị ngoài ranh. Thì chị cứ tỉnh là mình nằm ngoài ranh thì mình cứ xây này kia cái nọ, bao nhiêu tiền đều dồn vô có một chỗ này hết. Bắt đầu từ hồi 2014 là chị nhận cái quyết định cưỡng chế đó, thì chị mới đi cùng với tập thể bà con ở đây, những người nào mà bị cưỡng chế á, để mà khiếu nại con giải quyết như thế nào. Nhưng mà đi hoài cũng được, rồi cuối cùng á, bà con phải đi ra Hà Nội đi hết 6 lần rồi mà cũng chưa giải quyết gì hết. Khiếu nại thì chắc nhiều quá không nhớ nữa, nó thực sự không nhớ nữa, quá nhiều, thời gian kéo quá dài rồi, hơn 10 năm. Lúc triều cường á, thì nước nó vô tới mắt cá nhà luôn, coi như là mình sống bì bõm, mưa là ngập dữ lắm, có khi một tuần lễ là phải sống với lại nước. Lúc ông xã chị vừa nằm bệnh viện á, ông xã chị bị ung thư thanh quản, coi như cắt á, là nằm một tháng trời ở bệnh viện. Xe đưa về tới nhà là có người ở sẵn đó, nó đưa cái quyết định cưỡng chế. Gia đình chúng tôi là khó khăn vô vàn. Thứ nhất là gia đình tôi là vợ chồng trẻ, nó có hai con nhỏ, là cư dân ở thành phố. Nhưng mà bây giờ là khi đó là dường như là bị giống như là bị bỏ rơi vậy đó. Ở đây khu này có điện, đêm là có điện đường, đèn cao áp, nhưng mà dân đang ở vẫn tháo đi để cho một tối om. Thứ hai nữa là rác rưởi là không có xe rác vô đây, không có bô rác để cho người ta đổ rác, người dân đổ rác là ô nhiễm môi trường. Tại vì mình nằm ngoài ranh cho nên là mình không yêu cầu là đền tiền hay gì hả, mình nằm ngoài ranh thì mình ở lại thôi. Theo bản đồ là ngoài ranh, anh cứ nhân lên là 56 mét, mà anh nhân lên với lại 2.380.000 đi, anh cứ nhân lên thì có trăm nhiều hơn trăm ngoài. Giá mua không mua nổi một cái đền, mua nguyên cái nhà là không mua nổi một mét vuông ở đây.